hôm nay chúng ta sẽ tìm kiếm và sửa chữa những chiếc siêu xe tăng cực kỳ hiếm ở trong bãi phế liệu các bạn ơi. Vì vậy tôi đang có ở đây, ngoài chiếc xe tải kéo bên kia thì chúng ta còn có một chiếc trực thăng kéo nữa các bạn ơi, bởi vì xe tăng là một trong những cái phương tiện nó cực kỳ nặng nên là chúng ta cần phải có trực thăng để có thể kéo được. Được rồi, ngay bây giờ chúng ta hãy bắt đầu tìm kiếm trong bãi phế liệu nào các bạn ơi. Ngoài siêu xe thì bãi phế liệu này còn có rất nhiều những cái phương tiện khác như là trực thăng, xe tăng hay là thậm chí là có cả siêu thuyền các bạn ơi. Được rồi, hãy tìm kiếm bên này nào. Bên này có xe tăng không nào? Hy vọng là có các bạn ơi, nhưng mà tôi chỉ nhìn thấy siêu ô tô thôi, chưa nhìn thấy xe tăng đâu cả. Hãy qua bên này các bạn ơi. Ui, đây này. Các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy bên kia không? Có vẻ như là có hai người đang sửa một chiếc xe tăng các bạn ơi. Wow, đây là xe tăng gì đây? Wow, cho nó có số 07 các bạn ơi. Tôi chưa biết đây là xe tăng gì, nhưng mà được rồi, hãy hỏi thăm xem là chúng ta có thu thập được manh mối gì không. Wow, anh ơi, anh đang sửa xe tăng à? Anh đang làm cái gì đấy? Đau lưng quá. Đang sửa xe tăng. Quá tuyệt vời. Được rồi các bạn ơi, tôi sẽ tấn công, tôi sẽ cướp chiếc xe tăng đấy. Có gì đấy? Oh my god. Trời ơi, nằm xuống đi, ngủ đi, sửa xe tăng làm gì. Được rồi các bạn ơi, chúng ta đã triệt tiêu đối thủ rồi. Chiếc xe tăng đẹp quá các bạn ơi. Ui, tôi không biết tên của nó là gì, các bạn có thể comment xuống bên dưới không? Đây là xe tăng gì tôi không biết các bạn ơi, hãy thông não tôi ngay bây giờ. Nhưng mà nó đẹp quá các bạn ơi. Oh my god, nó thực sự đẹp nên là ngay bây giờ tôi nghĩ là chúng ta nên lấy xe kéo và kéo chiếc xe tăng này đi sửa các bạn ơi. Đây rồi, hãy lùi vào bên trong nào, hãy lùi vào bên trong một chút nào. There we go, thả móc xuống và bắt đầu kéo thôi. Kéo đi nào. Oh my god. Nó nặng quá các bạn ơi, nó nặng kinh khủng luôn. Nhưng mà không sao, chúng ta cuối cùng cũng đã kéo được nó ra ngoài rồi. Ok, ngay bây giờ chúng ta hãy mang chiếc siêu xe tăng này đến gara sửa xe và sửa nó ngay bây giờ nào. Ok, chúng ta đã đến gara sửa xe rồi các bạn ơi. Oh god, nhưng mà ngay bây giờ tôi không biết làm cách nào để có thể mang được chiếc xe tăng này vào bên trong gara đây. Đây rồi các bạn ơi, không hiểu sao cái chiếc xe nâng này nó có thể mạnh hơn chiếc xe tải kéo. Nhưng mà được rồi, dù sao tôi cũng nâng được nó lên rồi. Hãy sửa nó ngay bây giờ nào. Ok, oh my god, trời ơi. Wow, nó đẹp quá các bạn ơi. Không biết có phải gọi là siêu xe tăng được không. Ui trời ơi, nhưng mà ui tôi không cố ý đâu, tôi bắn chết một con mèo rồi. No way. Pháo liên hoàn. Ui trời ơi, bắn liên hoàn luôn. Ui trời ơi, thành phố này tôi sẽ san bằng thành phố ngày hôm nay. Oh my god, tôi sẽ bắn chạm xăng. Trời ơi, hãy phá hủy chạm xăng đi nào. Ok, liên hoàn pháo. Ui trời ơi. Oh my god, mạnh thực sự. Trời ơi. No way. Ui tôi có 2 sao rồi các bạn ơi, cảnh sát sắp đến đây rồi. Cảnh sát đấy, cảnh sát không ổn tí nào đâu. Oh my god, xe Coca-Cola này. Oh my god, cảnh sát này. Wow, quá mạnh đấy các bạn ơi, chiếc xe tăng này hỏa lực mạnh quá. Nhưng mà được rồi, trong bãi phế liệu còn rất nhiều những chiếc siêu xe tăng khác mạnh hơn như thế này gấp nhiều lần các bạn ơi. Nên là ngay bây giờ, chúng ta hãy mang chiếc xe tăng này về nhà, sau đó tiếp tục quay trở lại bãi phế liệu và tìm kiếm đó các bạn ơi. Đây rồi, tôi đã quay trở lại bãi phế liệu rồi các bạn ơi. Hay, trời ơi, sao lại có nhiều xe của mafia thế này các bạn ơi. Ui, bên kia có rất nhiều mafia đang đứng bên kia. Không biết đang làm cái gì bên kia các bạn ơi. Oh god, được rồi, ngay bây giờ tôi sẽ đến gần, tôi sẽ tiếp cận để xem họ đang làm cái gì bên này. Nó có vẻ là một chiếc xe tăng mini đấy. Được rồi, anh ơi, đây là xe gì anh nhở? Đây có phải xe tăng không? Đúng rồi đấy. Anh ơi, đây có phải là một chiếc xe tăng không anh? Nó thực sự là xe tăng sao? Chỉ còn cái gì nữa, hỏi ngu. Ơ thằng chó này, mày chửi tao nữa. Mày bắn tao sao? Oh my god, trời ơi. Tôi đã tiêu diệt tất cả mục tiêu, tôi đã tiêu diệt tất cả đối thủ của chúng ta rồi các bạn ơi. Oh god, còn hai tên bên kia, nhưng mà hy vọng nó không nhìn thấy tôi. Được rồi, các bạn ơi, hãy cho chiếc xe bán tải này vào và chở chiếc xe tăng mini này đến gara sửa xe, ok. Ok, tôi sẽ lùi xe vào đây, sau đó chúng ta sẽ đẩy nó lên. Ok, đóng thùng lại. Ok các bạn ơi. No way. Trời ơi, mafia nó bắn tôi các bạn ơi. No way. Được rồi, ngay bây giờ hãy đến gara sửa xe nào. Đây rồi, chúng ta đã đến gara sửa xe các bạn ơi. Hãy cho nó vào trong và sửa nó ngay bây giờ nào. Oh my god. Trời ơi, tôi hoàn toàn có thể di chuyển chiếc xe tăng mini này. Tôi hoàn toàn có thể bắn, tôi bắn tàu hỏa luôn. Oh god. Wow. Khá mạnh đấy các bạn ơi. Trời ơi, trông nó như đồ chơi nhưng mà nó thực sự mạnh. Được rồi, tôi muốn bắn chiếc xe máy này, tôi sẽ bắn nổ chiếc xe máy này. Oh god. Ok.
ok, nổ rồi. Ê bạn ơi, đi đâu đấy? Oh my god, nó mạnh thực sự các bạn ơi. Oh my god. Ê, chạy đi chúng mày ơi, thằng lái xe đồ chơi đến rồi. Oh god, mày chạy đâu? Xe đồ chơi, xe tăng đồ chơi đây này. Mày chạy đâu? Oh god, anh ấy không ổn tí nào. Được rồi, ê, cảnh sát à. Cảnh sát này, ui trời, cảnh sát không ổn đấy. Cảnh sát không ổn. Ú tù. Trời ơi, bắn cả pháo hoa. Oh my god. No way. Ui, chiếc xe tăng. Trời ơi, chiếc xe tăng mini này mạnh kinh khủng các bạn ơi. Oh my god. Trời ơi. Wow. Wow, trông nó nhỏ như đồ chơi mà nó mạnh kinh khủng các bạn ơi. Nó bắn pháo hoa cực mạnh. Mày, mày đâm tao sao? Nó mạnh kinh khủng luôn. Oh my god. Trời ơi. Nó bắn tên lửa, nó bắn pháo hoa các bạn ơi. Wow. Ui trời ơi, tao bắn tự bắn tôi luôn sao? Hãy đến đây nào, hãy đến đây nào. Hãy đến đây với chiếc xe tăng đồ chơi này nào. Oh god, nó mạnh vãi đái các bạn ơi. Trời ơi. Được rồi, chiếc xe tăng này mạnh quá nhưng mà chúng ta hãy tiếp tục tìm kiếm đó các bạn ơi. Sẽ còn rất nhiều siêu xe tăng. Và các bạn hãy xem video đến cuối bởi vì chiếc siêu xe tăng cuối cùng cực kỳ điên rồ các bạn ơi. Được rồi, hãy mang chiếc xe tăng mini này về nhà sau đó tiếp tục quay trở lại bãi phế liệu nào. Đây rồi, chúng ta đã quay trở lại bãi phế liệu thân yêu rồi các bạn ơi. Hãy đi vào bên trong và tiếp tục tìm kiếm thôi nào. Oh god, tôi sẽ đỗ xe như thế này. Oh god. Thực sự ngu ngốc, nó thực sự ngu ngốc. Được rồi, hãy tìm kiếm đi nào. Wow. Ui sao bên này nhiều mafia thế, tôi muốn giải quyết mafia. Tao sẽ giải quyết chúng mày. Oh my god. Trời ơi, nhiều quá các bạn ơi. Được rồi, tôi đã giải quyết bọn mafia xong rồi. Hãy tự do tìm kiếm đi nào. Bây giờ bãi phế liệu này là của chúng ta. Hãy tìm kiếm bên này các bạn ơi. Khu vực bên này chúng ta đã tìm kiếm được rồi. Nhưng mà ui bên này. Oh god. Trời ơi. Đây có vẻ là một chiếc xe tăng mới các bạn ơi. Ban đầu chúng ta chưa hề nhìn thấy chiếc xe tăng này. Wow. Wow. Wow, trông khá đẹp đấy các bạn ơi. Chuột đấy. Ui, được rồi. Ngay bây giờ chúng ta hãy lấy xe kéo vào đây và kéo nó đến gara sửa xe nào. Ok, hãy lùi vào, móc vào nó đi nào, hãy kéo nó. Ui chuột. Chuột. Ui khá nặng các bạn ơi. Nhưng mà không sao đâu, chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta sẽ đi từ từ. Cố lên. Đây rồi các bạn ơi, chúng ta đã đến gara sửa xe rồi. Oh my god, chiếc xe tăng này nó nặng kinh khủng luôn. Tôi suýt nữa thì không kéo được nó đến đây nha các bạn ơi. Nhưng mà cuối cùng chúng ta đã kéo được nó đến đây sau bao nhiêu cái cố gắng và nỗ lực. Được rồi, ngay bây giờ hãy mang nó vào trong và sửa lại đi nào. Oh my god, trời ơi. Các bạn nhìn này. Oh my, ui, tốc độ cao quá. Hãy test thử vũ khí nào. Ôi, 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 ôi. Trời ơi, bắn liên hồi, bắn liên hoàn luôn. Trời ơi. Oh god. Wow, liên hoàn cước. Ui trời ơi, mạnh quá các bạn ơi. Ui, ui trời ơi, bắn pháo bắn liên tục luôn. Cảnh sát đâu rồi, hãy đến đây. Cảnh sát đến đây đi nào. Oh my god, cảnh sát tuổi gì. Liên hoàn cước. Ui, quá đỉnh cao, mạnh quá các bạn ơi. Trời ơi, ui trời ơi. Oh my god. Oh my god, càn quét tất cả mọi thứ. Trời ơi, ngày tận thế đây rồi chứ đâu. Wow, wow, nó mạnh quá. Trời ơi, tôi đang điều khiển một chiếc siêu xe tăng. Nhưng mà được rồi, hãy quay trở lại bãi phế liệu một lần nữa nào các bạn ơi. Bởi vì đây là chiếc xe tăng điên rồ nhất trong video ngày hôm nay của chúng ta. Đây rồi, chúng ta đã quay trở lại bãi phế liệu rồi các bạn ơi. Yes, hãy đi vào bên trong. Wow, wow, oh my god. Trời ơi, các bạn có nhìn thấy đây có phải xe tăng không các bạn ơi? Trông nó thật khổng lồ. Trời ơi, hãy nhìn này. Trời ơi, có cả nhà báo đang chụp hình các bạn ơi. Wow, trông nó như một chiếc siêu xe tăng tương lai các bạn ơi. Wow, trông ui, như các bạn đã xem bộ phim Kẻ Hủy Diệt thì đây là một trong những cỗ xe tăng của Skynet đến từ năm 2030. Ôi trời ơi. À, anh ơi, đây là xe tăng gì mà trông khổng lồ thế anh? Nó là cỗ siêu xe tăng đến từ tương lai mà nhân loại chưa bao giờ chứng kiến. Nó cực kỳ điên rồ đúng không nào? Nó thực sự điên rồ đấy. Nó khá điên rồ đấy anh ơi. Nhưng mà em có thể sở hữu nó không? Mày bị điên à? Sao mà tao vừa mới ăn cắp về đấy. Trời ơi mày. Không cho này, không cho này. Trời ơi mày. Mày trời ơi. Thằng T850 nó đang bắn tôi. Oh my god. Ui có một thằng khác nó đang bắn thằng 850. Ui nó đâu rồi? Thằng T850, thằng kẻ hủy diệt T850 nó đi rồi các bạn. Oh my god. Ui nhưng mà đây này, các bạn hãy nhìn vào cỗ siêu xe tăng này, nó khổng lồ thực sự các bạn ơi. Đây đúng là siêu xe tăng đến từ tương lai đấy. Oh god. Wow. Nó khá là trông nó khá là mạnh đấy các bạn ơi. Nhưng mà được rồi, hãy kéo nó đến gara sửa xe nào. Tôi sẽ sử dụng chiếc trực thăng này và kéo nó đến gara sửa xe các bạn ơi. Ok, móc lên. Ok. Ui trời ơi, móc được luôn ý. Ok, kéo lên. Let's go. Trời ơi, đứt luôn rồi. Đứt dây rồi các bạn ơi. Được rồi, hãy làm lại nào. Chúng ta phải móc bằng được chiếc xe tăng này. Hãy làm lại nào. Ok. Ok. Móc được rồi. Tuyệt vời. Ơi, đừng.
Trời ơi. No. Ôi trời ơi, nổ mất trực thăng rồi các bạn ơi. Được rồi, hãy làm lại nào. Móc lên hết sức nhẹ nhàng thôi. Ok. Tuyệt vời. Cuối cùng cũng móc được nó rồi các bạn ơi. Được rồi, hãy mang nó đến gara sửa xe nào. Đây rồi, chúng ta đã... tôi phải thả nó xuống thôi các bạn ơi, nặng quá. Tôi không thể hạ cánh an toàn đâu. Hãy hạ cánh xuống nóc nhà, góc gara luôn nào. Trời ơi, nó nặng kinh khủng luôn. Được rồi, hãy xuống và sửa nó ngay. Trời ơi, được rồi các bạn ơi. Hãy sửa chiếc siêu xe tăng đến từ tương lai này ngay bây giờ nào. Trời ơi, đây này. Oh my god. Wow. Trời ơi, nó khổng lồ quá các bạn ơi. Không biết có ra khỏi đây được không. Ok, vẫn ra khỏi được các bạn ơi. Wow, nó thực sự khổng lồ. Trời ơi, hãy càn quét thành phố nào ngay bây giờ nào. Hãy test thử vũ khí nào. Vũ khí, trời ơi, nó bắn laser. Trời ơi. Wow. Vũ khí lạ quá các bạn ơi. Nó bắn ra lửa kìa. Wow, bắn tất cả mọi loại vũ khí, trời ơi. Wow. Nó đang tiến vào thành phố rồi, trời ơi. Đây là ngày tận thế của thành phố Los Santos sao? Trời ơi. Oh my god. Oh wow. Ok. Trông ngầu quá các bạn ơi. Wow. Tôi vừa dẫm một chiếc xe cảnh sát một cách. Cảnh sát này không ổn. Cảnh sát không ổn tí nào đâu. Tôi đang càn quét thành phố trực thăng này, trời ơi. Oh my god. Nó mạnh quá các bạn ơi. Hãy càn quét thành phố này đi nào. Oh god. Tôi mạnh nhất thành phố. Wow. Các bạn đã nhìn thấy chiếc xe tăng này bao giờ chưa nào? Chắc là chưa đúng không? Tại vì nó là siêu xe tăng tương lai đấy. Được rồi, càn quét thành phố đi. Oh my god. Trời ơi, không ổn với anh police này đâu. FBI, các thứ, quân đội đến đây không thể thắng được tôi các bạn ơi. Tôi mạnh nhất thành phố này. Oh god. Ok. Trời ơi, nó vừa đẩy tôi lên. Cái gì đẩy tôi lên vậy? Ok. Không ai có thể cản được tôi vào thời điểm này. Tôi là mạnh nhất, tôi là vua thành phố này. Trời ơi, bởi vì đây là một cỗ siêu xe tăng chưa từng có trong lịch sử và không ai có thể chống lại nó. Trời ơi, khá mạnh đây, trời ơi. Wow, oh my god. Đạn nó kinh khủng quá các bạn ơi. Được rồi, chúng ta hãy mang nó về nhà và bắt đầu chiêm ngưỡng lại tất cả mọi xe tăng mà chúng ta sửa ngày hôm nay nào. Đây rồi. Các bạn hãy nhìn này. Đây là toàn bộ số xe tăng mà chúng ta đã sửa được từ bãi phế liệu các bạn ơi. Đây là chiếc đầu tiên, nó cũng khá là mạnh đấy. Và đây là chiếc thứ hai, chiếc xe tăng mini. Trời ơi, trông nhỏ như thế thôi mà mạnh điên cuồng lắm. Nhưng mà chiếc này này, chiếc này bắn pháo. Nhưng mà không thể nào mạnh bằng chiếc này đâu các bạn ơi. Chiếc siêu xe tăng đến từ tương lai, một tổ chức trong bộ phim Skynet. Nó không biết là còn nó có thật không, nhưng mà được rồi, nó thực sự rất mạnh đấy. Nó mạnh điên cuồng luôn. Được rồi các bạn ơi, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã tìm kiếm và sửa chữa được 4 chiếc xe tăng các bạn ơi. Chiếc nào cũng mạnh, chiếc nào cũng điên cuồng. Và cảm ơn các bạn đã xem. Hãy đăng ký ngay bây giờ nào.